VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lấp theo âm học. Xin chào các khán giả thân yêu của VDA. Những ngày qua cư dân mạng đang xôn xao về một anh chàng có giọng nói vừa ngọt ngào vừa trầm ấm. Các khán giả của VDA đã biết là ai chưa nè? Nếu chưa biết thì ngay bây giờ hãy cùng theo chân Thảo Vy để đi diện kiến anh chàng đó nhé. Ta-da! Đây chính là anh chàng soái ca mà dân mạng đang lùng sục tìm kiếm, loa E3K103. Chiếc loa này được gọi cưng là soái ca vì vẻ bề ngoài hết sức bảnh bao, có vỏ bọc màu đen sang trọng. Phía trước loa nhô ra hình vòng cung như cánh ngực lực lưỡng của người quân tử. Điểm xuyết lên đó là đường viền cạnh hết sức nổi bật. Chính giữa cánh cung là logo hiệu của dòng loa này. Tổng quát vẻ bề ngoài của chiếc loa này không chỉ gói gọn trong chữ đẹp mà còn lịch lãm và cuốn hút mọi ánh nhìn. Các bạn đã thấy hết được vẻ đẹp của soái ca E3K103 chưa nào? Có lẽ là chưa đâu, bởi vì nét đẹp chỉ mới là ở bên ngoài thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tới nét đẹp ẩn chứa ở bên trong. Với công suất thiết kế 250W, thiết kế mặt trước dạng loa E3K103 có khả năng lan tỏa âm thanh chất lượng cao trong không gian khoảng 20-25m2. Bỏ đi nỗi lo vỡ tiếng, rè loa vì phải tăng âm lượng, tăng công suất để phủ âm cho căn phòng của bạn. Hơn nữa, đây là dạng loa dễ dàng phối ghép với các dòng âm ly hay cục đẩy công suất thông dụng trên thị trường. Dòng loa E3K103 thích hợp với mọi chức năng xem phim, nghe nhạc, v.v. Nhưng đặc biệt, dòng loa này chiếm ưu thế mạnh hơn ở lĩnh vực hát karaoke. Giọng ra loa trầm ấm, ngọt ngào và chắc chắn không bị phô, phù hợp với mọi chất giọng. Và minh chứng cho điều này là clip hát thử của loa E3K103 ngay sau đây. E3K103 không chỉ đẹp mà còn hay nữa đúng không quý vị? Đúng chuẩn soái ca luôn. Vy nghĩ là nếu như mà chúng ta không nhanh tay rước anh chàng này về thì sẽ rất là tiếc đó ạ. Bởi vì giá chính hãng tại showroom của VDA chỉ là 8.900.000 đồng mà thôi. Vì vậy nên nếu như mà những tín đồ âm thanh nào chúng ta còn đang phân vân thì hãy nhanh chân đến với showroom của VDA để có thể test thử sản phẩm nhé. Hoặc là gọi về số tổng đài quen thuộc 0902 799 186 để có thể chúng tôi tư vấn miễn phí hoàn toàn cho quý vị. Còn bây giờ thì Vy sẽ đi thăm soái ca của Vy đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.